Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chùa tròn được ngày lành tháng tốt, cung thỉnh tôn tượng Đức Phật A Di Đà bằng đá non nước từ Đà Nẵng được vận chuyển về tỉnh Hà Tĩnh trước đây hơn một tháng. Và sau thời gian hơn một tháng vừa qua, chùa đã chuẩn bị một tảng đá lớn nặng tới 48 tấn cẩu về để làm bề. Thỉnh tôn tượng Đức Phật A Di Đà nằm an vị lên tảng đá đó. Và hiện tại bây giờ tín đồ nhân dân Phật tử cũng như anh em thờ mạc đang thỉnh cẩu tôn tượng lên bài trí lên tảng đá lớn này. Duy nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì từ tác đại chứng minh gia hộ cho Phật sự của chúng con, chùa Thanh Phúc Đèo Ngang, tòa lạc giữa chân núi Đèo Ngang của tỉnh Hà Tĩnh, được chu viên thành tựu Phật sự viên mãn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Và chiều hôm nay được sự phát tâm của thị chủ nhà cậu của Đình Lốp đã điều cậu 50 tấn vào để phát tâm cậu tường để thỉnh tôn tường bài trí an vị nơi tảng đá lớn này. Một lần nữa xin tri ân cảm niệm công đức của quý đạo hữu Phật tử đã phát tâm cùng dàng tôn tường Đức Di Đà cao 48 mét cũng như tất cả mọi người. Tín đồ Phật tử đã đóng góp tài lực, trí lực, vật lực cũng như công để cậu được tảng đá cao gần 3 mét và nặng 48 tấn này về tại chùa Thanh Phúc Đèo Ngang để làm bề dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà lên, cũng như cảm niệm công đức của tín chủ nhà Đình Lốp ở thị xã Kỳ Anh đã tài trợ chuyến cẩu chiều hôm nay để dựng tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa thay mặt cho nhà chùa xin cảm niệm công đức của toàn thể cựu đạo hữu nhân dân Phật tử xa gần, cũng giống như nhà thị chủ đã phát tâm tạc tôn tượng Đức Phật A Di Đà để về đặt dưới chân núi Đèo Ngang nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhà nhà được ấm no hạnh phúc, cũng như tín đồ Phật giáo Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng đất Kỳ Anh được nhân dân Phật tử về chiếm ngưỡng lễ lại, cũng giống như tu tập để bỏ ác làm lành. Một lần nữa xin cảm niệm công đức và hồi hướng chúc cho toàn thể cựu đạo hữu Phật tử, tín đồ nhân dân
cũng giống như mạnh thường quân, gia đình sức khỏe được bình an. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Ai cũng không có đi gần đây nha này. Nếu mà chưa cái mắt quay.